the future of the smartphone. This is iPhone 10. Cho các bạn có vẻ như 12 tháng 9 vừa rồi chắc hẳn là một đêm không ngủ của các tín đồ của công nghệ với sự kiện ra mắt những sản phẩm mới nhất của Apple. Nếu như iPhone 8 và 8 Plus ra mắt không để lại mấy ấn tượng, thì chiếc iPhone X hay còn gọi là iPhone 10 với việc đánh dấu chặng đường 10 năm của Apple được trình làng với rất là nhiều điểm khác biệt và được coi là chiếc smartphone của tương lai, mở ra một kỷ nguyên mới của họ nhà táo. Và ngay bây giờ mình sẽ tổng hợp lại tất cả những thông tin chi tiết về chiếc iPhone X này và để xem với cái giá bán hiện tại của nó liệu nó có hoàn toàn phù hợp hay không. Xin mời theo dõi video nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế. Năm nay dường như Apple đã quay lại với cái kiểu chất liệu mặt kính như những gì mà Steve Jobs đã làm trên iPhone 4 và 4S, và máy sẽ được trang bị hai màu là xám và bạc để bạn lựa chọn. Tuy nhiên bao quanh chiếc iPhone X sẽ là một cái viền thép không gỉ theo cái chất liệu ở series 7000, sáng bóng nên nhìn tổng thể là iPhone X có hơi hướng khá là hiện đại. Khi mà sau không có quá nhiều điểm nổi bật thì quay lại màn hình ở mặt trước thì đây là điểm thay đổi lớn nhất trên chiếc iPhone X mà bạn có thể dễ dàng nhận ra. Apple đã sử dụng một cái màn hình OLED không còn là LCD như truyền thống nữa, và hãng này gọi là Super Retina HD với một cái độ phân giải khủng khiếp là 2436x1125, cao hơn hẳn so với cái mức Full HD bình thường đang xài cho iPhone 7 Plus hoặc là iPhone 8 Plus ra mắt cùng ngày. Và Apple cũng nói rằng cái màn hình OLED của họ cũng khắc phục được tất cả những cái điểm yếu trên các thế hệ màn hình trước đây. Nó cho cái độ sáng hơn, hỗ trợ giải màu rộng hơn và độ chính xác cũng cao hơn rất là nhiều. Đúng như cái tin đồn rò rỉ thì viền màn hình của máy đạt tỷ lệ siêu mỏng và mặt trước thì màn hình hiển thị nó chiếm khoảng tầm 82%. Vậy nên tuy máy có kích cỡ là 5.8 inch nhưng nếu đặt cạnh những chiếc 7 Plus hay 8 Plus mới ra mắt thì máy có phần nhỏ gọn hơn khá là nhiều. Tiếp theo là về phần vi xử lý và sức mạnh phần cứng. Vẫn là cái thông số RAM 3GB từ đời iPhone 7 Plus nhưng trên iPhone X và iPhone 8 còn khủng khiếp hơn với con chip Apple A11 Bionic mới. Và cho bạn nào chưa biết thì con chip A11 này dành cho trí tuệ nhân tạo, phục vụ tốt hơn cho cái công nghệ AR. Nó sử dụng cái thiết kế là 6 nhân với 2 nhân mạnh nhất và 4 nhân tiết kiệm điện. Ngoài ra thì con chip này sẽ hỗ trợ là quay phim 4K 60 frame. Và các bạn đã biết rồi, để quay cái chế độ là 60 frame trên một cái độ phân giải là 4K thì tất nhiên là cái con chip này đạt được độ khủng khiếp như thế nào. Và đây cũng là lần đầu tiên Apple tự làm cái GPU của riêng mình, của nhà tự trồng được chứ không dùng cái power rail trên những thiết bị lần trước nữa. Việc tự thiết kế GPU cho phép hãng tối ưu nó tốt hơn cũng như là trong các tác vụ đồ họa, đặc biệt là với kỷ nguyên AR mới. Ngoài ra thì sẽ tiết kiệm điện năng hơn khá là nhiều, khoảng tầm 20% như Apple mới công bố. Và trong buổi ra mắt thì Apple không nói rõ pin của iPhone X cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết rõ là nó sẽ trụ được hơn 2 tiếng so với iPhone 7. Vậy là iPhone X sẽ xếp vào nhóm pin trung bình khá chứ không phải là nhóm pin trâu như chiếc iPhone 7 Plus hoặc là chiếc iPhone 8 Plus mới ra mắt nữa. Tiếp theo là về phần camera của trên iPhone X. Độ phân giải thì vẫn như cũ, khẩu độ lớn hơn, cảm biến lớn hơn, chống rung quang học cả hai cam và camera xóa phông selfie. Đó là tổng thể những gì mà mình nhận xét được. Đi sâu một chút thì camera sau thông số của nó gần như là giống trên iPhone 7 Plus. Camera kép 12 megapixel với ống kính chuẩn vẫn dùng với khẩu độ là f1.8. Tuy nhiên cái ống kính tele tăng từ f2.8 của iPhone 7 Plus lên thành f2.4. Ngoài ra cả hai ống kính này đều trang bị thêm cả chống rung OIS như trước Samsung Note 8 mới ra mắt. Nhờ vậy chúng ta sẽ có những cái tấm hình zoom đẹp mắt hơn và sáng hơn khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Một điểm khác nữa là iPhone X sẽ có một chế độ là Portrait Lighting cho phép tinh chỉnh lại hiệu ứng ánh sáng trên khuôn mặt của bạn khi chụp chân dung. Cụ thể là nó sẽ có một cái giả lập ánh sáng như đang chụp trong studio, hoặc là chụp ngoài trời, hoặc là đang chụp trong nền tối, mà nó tạo ra những tấm ảnh chân thực nhất có thể. Về phần camera trước thì nó có thông số là 7 megapixel, gần như là giữ nguyên, nhưng sẽ có một cái công nghệ là True Depth. Nó giúp cho chiếc iPhone X của bạn có thể chụp chân dung xóa phông khi chụp selfie, và Apple cũng đã trang bị cho các hiệu ứng hình ảnh để có thể đổi mới hình ảnh khi bạn chụp selfie trở nên ấn tượng hơn rất là nhiều. Và anh em hay chị em nào thích selfie chắc hẳn là không nên bỏ qua sản phẩm này. Tiếp theo là một vài cái điểm công nghệ mới trên chiếc iPhone X mà Apple nhắc đến trong buổi ra mắt. Và sau rất là nhiều đời iPhone thì cuối cùng Apple đã trang bị trên chiếc iPhone X và chiếc iPhone 8 và 8 Plus mới ra mắt cái công nghệ sạc không dây chuẩn QI. Ngoài ra thì không thể không nhắc đến cái công nghệ mới là Face ID, bảo mật khuôn mặt thay cho Touch ID truyền thống trên chiếc iPhone 7 Plus. Và Face ID là tên của hệ thống an ninh nhận diện khuôn mặt mới của Apple. Face ID có thể nhận diện bạn ngay cả trong bóng tối và khả năng có thể không an toàn của nó chỉ là 1/1 triệu. Tức là trong 1 triệu người thì mới có một người có khả năng có thể mở chiếc máy của bạn, còn may mắn hơn cả chúng Việt Lốt. Và để làm được điều này thì ngoài hệ thống camera cảm biến phía trước thì vi xử lý Apple A11 cũng đã làm việc liên tục để xác nhận những cái sự thay đổi liên tục trên khuôn mặt của bạn. Ví dụ như bạn có để râu dài ra hoặc là thay đổi kiểu tóc, hoặc thậm chí là khi đeo kính thì nó cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng. Rõ ràng là dù là kẻ đi sau Note 8 nhưng rõ ràng thì Apple đã làm tốt hơn rất là nhiều, thậm chí còn hỗ trợ thêm các tính năng hay ho như là Animoji hoặc là Snapchat. Và nếu như ai đã xem buổi lễ trực tiếp ra mắt của Apple thì mới thấy cái công nghệ Face ID này nó lợi hại như thế nào. Và để giải đáp cho những cái thông tin rò rỉ trước đây, đó là việc Apple đã loại bỏ cái nút home vật lý trên chiếc iPhone X thì mọi người đều băn khoăn rằng liệu Apple sẽ làm gì với chiếc máy của mình. Thành thực mà nói thì lúc iPhone 7 Plus ra mắt
Hầu hết ai cũng khen cái nút Home cảm ứng lực trên chiếc máy này, và nó còn được trang bị trên chiếc iPhone 8 và 8 Plus nữa. Nhưng với iPhone X khi lại bỏ đi phím Home truyền thống thì bạn bắt buộc phải thích nghi với các thao tác mới. Đó là việc về Home thì bạn phải vuốt từ dưới mép màn hình lên. Nó ná như các sản phẩm trước của BlackBerry. Về phần đa nhiệm thì bạn cũng thao tác như về phím Home, nhưng đến giữa màn hình thì hãy dừng lại một chút. Còn về phần Control Center thì bạn hãy vuốt từ bên trên xuống phía bên phải. Bên phía bên trái sẽ dành cho notification thanh thông báo. Và để kích hoạt Siri thì hãy nhấn và giữ nút nguồn khoảng tầm 1 đến 2 giây. Còn việc nhấn đút nút nguồn thì sẽ ra Apple Pay. Cái tính năng này thì ở Việt Nam hơi khó sử dụng một chút. Ban đầu thì chắc chắn là bạn sử dụng chiếc máy này nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Tuy nhiên thì khoảng tầm, chắc là mình nghĩ khoảng tầm 5 đến 6 phút thì việc lướt chạm trên chiếc iPhone X này nó sẽ đem lại cái cảm giác khá là mới mẻ, và chắc chắn là sẽ thích hơn khá là nhiều. Và cuối cùng là về phần mức giá. Mức giá rẻ nhất cho chiếc iPhone X sẽ là 999 đô cho bản thấp nhất là 64GB, và lên tới 1149 đô cho bản 256GB. Có thể nói là cao nhất từ trước đến giờ, và có thể nó sẽ còn cao hơn khi về Việt Nam ở thời điểm đầu mới ra mắt. Và thời gian bán ra của chiếc máy này có là hơi muộn một chút. Nó sẽ có thời gian pre-order là 27 tháng 10 và nhận máy vào khoảng tầm ngày mùng 3 tháng 11. Và trong khoảng thời gian chờ đợi khá lâu này thì các bạn đừng quên, hiện tại Dụng Thông Minh đang giảm giá tất cả các sản phẩm iPhone trước đây để đón chào bộ đôi mới của nhà Apple. Thậm chí đỉnh cao của Steve Jobs đó là chiếc iPhone 3GS chỉ còn chưa đến 30 đô, khoảng tầm 500.000, và các dòng máy khác như iPhone SE Pro, iPhone 6 Plus Pro, iPhone 6S Plus mới chưa kích hoạt cho bảo hành chỉ có giá bằng 1/3 em iPhone X mà thôi. Đặc biệt là chiếc iPhone 7 Plus 128GB Pro đang có giá rất hấp dẫn, chỉ là 17.690.000. Mời bạn trực tiếp ghé qua các hệ thống của Dụng Thông Minh trên toàn quốc để trên tay và trải nghiệm sản phẩm nhé. Có nhà xin chào và hẹn lại ở các video lần sau.